Bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập nhé. Bài 1 tính nhẩm. Bây giờ các em hãy cùng nhau làm cùng thầy và đọc to kết quả nhé. 11 trừ 4 bằng 7, 13 trừ 8 bằng 5, 18 trừ 9 bằng 9, 14 trừ 7 bằng 7, 15 trừ 6 bằng 9, 16 trừ 9 bằng 7, 12 trừ 4 bằng 8, 17 trừ 8 bằng 9. Như vậy, thầy trò chúng ta vừa hoàn thành xong bài 1 tính nhẩm. Bây giờ chúng ta sang bài số 2, viết theo mẫu. Mời các em quan sát trên màn hình. Ở đây có 8 hình tròn màu cam và 6 hình tròn màu hồng. Như vậy chúng ta có phép cộng 8 cộng 6 bằng 14. Ta có thể đổi vị trí 6 cộng 8 bằng 14. Sau đó chúng ta lấy tổng là 14, chúng ta trừ 6 sẽ bằng 8. Tương tự, lấy tổng là 14 trừ 8 sẽ là bằng 6. Bây giờ các em quan sát trên màn hình, các em thấy có 7 hình tròn màu xanh dương và 5 hình tròn màu xanh lá. Như vậy ta có phép cộng là 7 cộng 5 bằng 12. Sau đó chúng ta thể viết thay đổi vị trí 5 cộng 7 bằng 12. Bây giờ chúng ta sẽ có 12 trừ 7 bằng 5 và 12 trừ 5 bằng 7. Như vậy bài tập số 2 các em đã viết được các phép tính còn thiếu theo mẫu. Bây giờ bài số 3 các em sẽ viết số vào chỗ chấm. Các em cùng làm với thầy nhé. 9 cộng 7 bằng 16, 16 trừ 7 bằng 9, 16 trừ 9 bằng 7, 8 cộng 3 bằng 11, 11 trừ 3 bằng 8, 11 trừ 8 bằng 3, 6 cộng 7 bằng 13, 13 trừ 6 bằng 7, 13 trừ 7 bằng 6. Như vậy các em nhớ, từ một phép cộng các em có thể viết được hai phép trừ tương ứng. Bây giờ sang bài số 4, các em cùng đọc to đề bài với thầy nhé. Lúc đầu trên xe có 12 bạn, sau đó 3 bạn xuống xe, hỏi trên xe còn lại bao nhiêu bạn? Có 12 bạn, 3 bạn xuống xe, hỏi trên xe còn lại bao nhiêu bạn? Như vậy chúng ta thực hiện phép trừ. 12 trừ 3 bằng bao nhiêu? 12 trừ 3 bằng 9. Vậy ta trả lời trên xe còn lại 9 bạn. Bây giờ các em cùng thầy sang bài số 5, viết số vào chỗ trống theo mẫu. Các em cùng phân tích mẫu với thầy nhé. 6 cộng 3, chúng ta có quả bên trên là bằng 9. 3 cộng 5, ta có quả là 8. 9 và 8, ta có kết quả là 17. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điền nhé. 5 cộng 2 bằng 7, 2 cộng 6 bằng 8, 7 cộng 8 bằng 15. Tiếp tục, chúng ta sang phần tiếp theo. Ở đây chúng ta không thể nào tính từ trên, từ dưới lên trên, ta tính từ trên xuống dưới nhé. Ở đây ta có 19 gồm 13 và 6, ta điền 6 vào chỗ trống. Ở đây ta có 13 gồm 7 và 6, ta điền 6 vào chỗ trống. 6 gồm 6 và 0, ta điền số 0 vào chỗ trống. Như vậy các em vừa cùng thầy hoàn thành bài tập số 5. Bài 6, biết ba số hay là ngang hay cột dọc đều có tổng là 15, điền số vào chỗ trống. 8 cộng 5 13, 13 cộng 2 bằng 15, 2 cộng 9 bằng 11, 11 cộng 4 bằng 15, viết số 4 vào chỗ trống.
4 cộng 6 bằng 10, 10 cộng 5 bằng 15. Ở đây chúng ta thiếu hàng ngang, thiếu hai vị trí chúng ta không thể nào điền được. Chúng ta sẽ dựa theo cột dọc 7 cộng 7 14, 14 thêm 1 bằng 15. Lúc này tính hàng ngang được các em à. 5 cộng 1 bằng 6, ta điền số 9 vào chỗ trống. Hàng ngang 7 cộng 3 bằng 10, ta điền số 5 bằng 15 vào chỗ trống. 3 cộng 1 bằng 4, ta điền số 11 vào chỗ trống. 1 cộng 8 bằng 9, 9 cộng 6 bằng 15. Bây giờ ta dựa hàng ngang để tính ở vị trí số này nhé. 8 cộng 0 bằng 8, 8 cộng 7 bằng 15, 7 cộng 6 bằng 13. Để có tổng là 15, ta điền số 2 vào chỗ trống. 7 cộng 0 bằng 7, 7 cộng 8 bằng 15, 8 cộng 4 bằng 12. Muốn có tổng là 15, ta điền số 3 vào chỗ trống. Như vậy các em đã hoàn thành xong bài tập số 6. Bài số 7, thuyền nào đậu sai bến? Các em quan sát trên màn hình có 4 chiếc thuyền A, B, C, D. Trên mỗi thuyền có ghi phép tính trừ 12 trừ 7, 14 trừ 9, 11 trừ 6, 3 trừ 7. Và nhiệm vụ các em sẽ tính kết quả trừ. Nếu thuyền nào có kết quả bằng 5 thì đậu đúng bến, thuyền nào kết quả khác 5 thì đậu sai bến. Các em cùng làm với thầy nhé. 12 trừ 7 bằng 5, thuyền đậu đúng bến. 14 trừ 9 bằng 5, thuyền đậu đúng bến. 11 trừ 6 bằng 5, thuyền đậu đúng bến. 13 trừ 7 bằng 6. Như vậy chiếc thuyền này đã đậu sai bến. Như vậy ta vừa thành và đọc xong số 7. Bài số 8, ví dụ lớn, dấu bằng, dấu bé vào chỗ trống. Bây giờ ta tính quả so sánh nhé. 9 cộng 2 bằng 11, 9 cộng 3 bằng 12, 11 bé hơn 12. 11 trừ 2 bằng 9, 11 trừ 3 bằng 8. 9 lớn hơn 8, điền dấu lớn vào chỗ trống. 3 cộng 7 bằng 10, 17 trừ 7 bằng 10, 10 bằng 10, thay dấu bằng vào chỗ trống. 15 trừ 10 bằng 5, 15 trừ 9 bằng 6, 5 bé hơn 6, điền dấu bé vào chỗ trống. Mời các em tiếp tục sang bài số 9, tính để tìm ghế cho bạn. Bây giờ trên tay của bạn cầm một phép tính bảng với một tính, thì một em sẽ từ phép tính để tìm chiếc ghế có kết quả đúng với phép tính. 13 trừ 5 bằng 8, à như vậy là đúng rồi. 13 trừ 3 bằng 10, bạn gái này sẽ ngồi ghế số 10. 13 trừ 7 bằng 6, bạn trai sẽ ngồi chiếc ghế kết quả là 6. 13 trừ 9 bằng 4, bạn nữ sẽ ngồi chiếc ghế kết quả là 4. Như vậy các em đã giúp bạn đã tìm được chiếc ghế cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sang phần thử thách. Hình phía sau rổ len có bao nhiêu cái cúc áo? Như vậy ta các em phải quan sát hình các hình cúc áo và các em đoán xem sao cái rổ len này có bao nhiêu cúc áo. Muốn như vậy chúng ta sẽ quan sát kỹ từng hình. Bây hình thứ nhất có bao nhiêu cúc áo mấy em? À có 19 cúc áo, mỗi hàng là 4 cúc áo, 4 hàng, 4, 8, 12, 16, 19. Hình thứ hai ta thấy có một hàng là 4 áo và có 3 hàng, 4, 8, 8, 4, 12, 12 cộng 3 bằng 15 cúc áo. Và hình tiếp theo ta thấy mỗi hàng có 4 cúc áo, hàng 8 cúc áo, 3 nữa là 11 cúc áo. Như vậy nếu em nào mà chịu khó suy nghĩ thấy 19, 15, 11, à như vậy số áo đang giảm xuống 4 cúc áo, tức là giảm xuống mỗi hàng ra mỗi hàng. Và hình bảy cuối cùng chỉ có 3 cúc áo mà thôi. Như vậy ở đây mỗi hàng xem mắc 4 áo, mắc 4 áo, mắc 4 áo, cuối cùng là 3 cúc áo. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng nhận biết tấm bia trước bớt 4 được số nút áo ở tấm bia ngay sau đó. Ví dụ 15, 19 trừ 4 bằng 15, 15 bớt 4 được 11. Như vậy 11 bớt 4 ta biết được ngay đây, biết được. À
là 7 cái áo, chính xác. Bài học đến đây là hết rồi. Các em ơi, các em hãy về nhà cố gắng học thuộc bảng trừ nhé, và xem lại các bài tập. Nếu bạn nào chưa hoàn thành thì hoàn thành xong cho thầy nhé. Chúc em học tốt, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé.